Chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại kênh Phong thủy Sa-cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Sa-cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi 1959 được mọi người xung quanh yêu quý và tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Trong tháng 9 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực, hiệu quả tới công việc của bạn. Vậy trong tháng 9 âm lịch, thành công của những người tuổi Kỷ Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con sắc này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mỗi người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022, người tuổi Hợi sinh năm 1959 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp canh dương kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được dinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Kỷ Hợi, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của gia chủ có nhiều vất vả và trở ngại trong giai đoạn giữa năm 2022. Vì thế làm gì, dù lớn hay nhỏ, cũng cần hết sức cẩn thận, làm việc có thứ tự trước sau, tránh việc rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết, kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng còn dính tới công quyền pháp luật. Trong tháng sẽ có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến, khiến bạn không biết nên xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung phá nhiều, lại ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng nảy khiến mệnh chủ dễ phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không thể được giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cũng cần chú ý, tháng này có người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn. Nên cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạch đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Sa-cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Sa-cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tháng này cho thấy tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát. Dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp để người tuổi Kỷ Hợi đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ, dù làm bất cứ điều gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không bạn sẽ mất tiền oan.
Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 9 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi khá là tốt, tuy nhiên bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt, bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đổ vỡ bất cứ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc, tranh cãi do sự bốc đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo luôn ấm êm và đồng lòng. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hòa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9, tức ngày 4 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.